hai đời trước con trai con gái gì? Hai đời trước là con trai, đời này là con gái. Cô ấy để con gái con nhà chúa. Cô được chữ cố nhỉ? Cô được phải cố. Chân áp, chân nó to đi. Cái là xe phải lấy áp thường riêng nhé. Em áp? Vâng, nó đau à? Em bạn trả đấy. Sao vậy? Nó không? Có ấy, ấn rõ nhé. Để em phải nào xét nghiệm rồi. Đau huyết áp ấy. Đầu bên phải, đầu bên phải, cái tay ra sẵn ra sang luôn rồi. Cái này đã vỗ phát nó có chảy này. Cứ bố ôi ra nó bóp này. Có mổ ngay hay không? Có phải còn ối nữa. Nó mới ối thế là nó bóp. Còn ối thì nó nuôi khổ quá. Để cái này chị thay nó đủ giá thì lấy nó dễ. Đây thay nó Thank you.
nó quay lên trên nhưng mà mình không thấy được là đúng. Đó là cái chân của em bé nó quay lên phía trên. Này nó đang mặt trên phía trên. Đấy là cái này lớn như thế này. Đấy, không có đánh khó. Thế là phải rất là để nó mà không có không người trong bên trong lòng mắt tay để xác định cụ thể.